Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự đồng bằng sông Hồng của Đài phát thanh truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phát triển vùng trồng quất dược liệu tại xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có tổng đàn bò sữa đạt gần 2.000 con. Người cao tuổi huyện Sa Bình, tỉnh Bắc Ninh với phong trào thể dục thể thao. Chuyển biến về công tác môi trường tại làng quê 4 ở thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Cần xử lý dứt điểm tình trạng chiếm dụng khu vực gầm cầu làm nơi bán hàng tại Hải Dương. Tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe máy điện tại thành phố Thái Bình. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Những năm gần đây, người dân nhiều địa phương tại tỉnh Nam Định, ngoài việc phát triển trồng cây dược liệu truyền thống, đã đưa nhiều giống cây dược liệu mới vào trồng, hình thành thêm các vùng trồng cây dược liệu và tổ chức chế biến dược liệu sau thu hoạch. Tiêu biểu như vùng trồng quất dược liệu tại xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản. Vùng trồng quất dược liệu tại Bãi Quỹ, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản là vùng trồng dược liệu đàn GACP-WHO đầu tiên ở huyện Vụ Bản, được triển khai theo mô hình liên kết 4 nhà, đã tạo ra nguồn nguyên liệu an toàn, đạt chuẩn để sản xuất siro ho cảm cúm. Với phương thức canh tác chăm bón thu hoạch được giám sát chặt chẽ, quất dược liệu được trồng theo phương pháp tự nhiên nên ra quả quanh năm. Tháng 9 năm 2017, vùng trồng quất này đã được Viện Y Dược cổ truyền Bộ Y tế thẩm định đạt tiêu chuẩn GACP-WHO. Hiện vùng trồng dược liệu này đã được Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược thu mua với sản lượng 50 tấn dược liệu một năm để sản xuất siro ho cảm ích nhi. Việc liên kết giữa 4 nhà trong phát triển các vùng trồng cây dược liệu đang là hướng đi vững chắc nhằm đa dạng cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác ở các địa phương trong tỉnh. Theo thống kê của các ngành chức năng, các mô hình liên kết trồng cây dược liệu cho thu nhập ổn định và cao gấp 4 đến 6 lần trồng lúa. Sau vài năm học hỏi ở các tỉnh phía Nam, thấy mô hình trồng hoa phong lan Mokara đem lại hiệu quả kinh tế cao, chị Lưu Thị Sáu, thôn Dũng Tiến, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã mạnh dạn đầu tư. Hiện tại, vườn hoa phong lan Mokara cho thu nhập khoảng 50 triệu đồng một năm. Với diện tích gần 2 sào vườn, gia đình chị trồng được 2.700 cây. Giống lan Mokara có hai nguồn chủ yếu, một là nhập khẩu từ Thái Lan và hai từ các nhà vườn miền Nam. Giống lan này trồng đến tháng thứ 12 thì ra hoa và được xuất bán. Cây lan khỏe mạnh sẽ cho từ 7 đến 8 nhánh trong một năm. Nguồn tiêu thụ lan Mokara cắt cành của gia đình chị Sáu chủ yếu là khách đặt và các chợ lớn xúc hoa. Mỗi tháng vườn lan Mokara cho khoảng 700 cành đến 800 cành, với giá bán tại vườn từ 8 đến 10.000 đồng một cành thì mỗi tháng gia đình cũng thu được 6 đến 7 triệu đồng. Theo chị Sáu, hiện nay nhu cầu hoa lan trên thị trường rất lớn. Nếu trồng chăm sóc hoa lan đúng kỹ thuật, tỷ lệ ra hoa và chất lượng tốt thì không đủ hàng để bán. Với mức thu nhập hơn nhiều lần so với trồng các loại cây khác, nghề trồng hoa lan cắt cành hiện nay đã và đang trở thành xu hướng mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp, đem lại thu nhập cao cho người nông dân. Thời gian qua, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã quan tâm, chú trọng đến lĩnh vực chăn nuôi, tích cực chuyển đổi cơ cấu, giống, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật theo hình thức bán công nghiệp, công nghiệp. Đặc biệt, đẩy mạnh việc thực hiện đề án phát triển chăn nuôi bò sữa, huyện đã quy hoạch được 5 khu chăn nuôi bò sữa tập trung với tổng diện tích gần 71 ha, hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho 3 trên 5 khu chăn nuôi. Đến nay, tổng đàn bò sữa của toàn huyện đạt gần 2.000 con. Huyện có 105 hộ chăn nuôi bò sữa, bình quân 18 con trên một hộ. Sản lượng sữa trung bình đạt 15 tấn một ngày. Trong đó, gần 60 hộ đã đầu tư chăn nuôi tại các khu chăn nuôi tập trung với gần 1.300 con, đạt 65% tổng đàn. Hiện nay, huyện Duy Tiên cũng quy hoạch 56 ha diện tích trồng cỏ, ngô trong các khu chăn nuôi tập trung. Trong đó, đổi đất lúa sang trồng cỏ, ngô là 37 ha. Hiện toàn huyện có 80 ha đất lúa trồng ngô vụ đông làm nguyên liệu phục vụ chăn nuôi bò sữa. Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh Hải Dương hiện có hơn 37.000 người khuyết tật. 1/3 trong số này vẫn có khả năng lao động và đều có nhu cầu được hỗ trợ vốn để sản xuất kinh doanh. Thế nhưng thực tế, số người khuyết tật được vay vốn hiện nay không nhiều, hoặc nếu có thì vốn cho vay còn thấp, chưa đủ để đầu tư sản xuất kinh doanh. Bị bệnh thấp khớp từ nhỏ, hai chân bị teo khiến cho ông Đỗ Văn Hồng ở thôn Mai Động, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang đi lại không bình thường. Hoàn cảnh càng khó khăn thêm khi lập gia đình, vợ ông mất sớm, một mình phải gồng gánh nuôi hai người con trưởng thành. Vượt qua khó khăn, ông Hồng tích cực làm kinh tế từ mô hình ao nuôi cá và mong muốn được vay vốn khoảng 100 đến 150 triệu đồng, cải tạo diện tích ao để có thể sản xuất được cá giống. Theo tính toán của ông Hồng, nếu có được nguồn vốn đầu tư cải tạo ao thì sau 5 tháng nuôi thả sẽ thu được khoảng 5 tấn cá giống, trừ chi phí còn lãi 50 triệu đồng mỗi vụ. Bản thân tôi vay là như là tàn tật thế này, cho nên là vay, nếu mà vay về vấn đề các cái nguồn vốn khác của bên ngân hàng chính sách thì là nó cũng rất khó, nên là quay giờ tôi chỉ mong muốn các nhà tài trợ quan tâm đến tôi, là cho tôi vay một cái vốn để mà là tôi làm ăn. Người khuyết tật cũng như bao người bình thường khác, nếu được tạo điều kiện về môi trường làm việc, họ sẽ vươn lên, có nguồn thu nhập ổn định và đóng góp lớn cho cộng đồng. Bởi vậy, hơn bao giờ hết, người khuyết tật rất cần được tạo điều kiện, tiếp cận các nguồn vốn vay, có cơ hội phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống. Những năm qua, phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh không chỉ gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào thi đua hoạt động tại địa phương mà còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho lao động địa phương. Qua phong trào thi đua phát triển kinh tế đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm gương cho con cháu và người dân trên địa bàn noi theo. Theo ông Vũ Bá Rồng, trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có gần 60.000 người cao tuổi đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất, chiếm 41% người cao tuổi. Trong đó có hơn 2.000 người cao tuổi làm chủ trang trại doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Để động viên khích lệ hội viên tham gia phát triển kinh tế, ban đại diện Hội Người Cao Tuổi các cấp thường xuyên tổ chức các buổi tham quan, học tập kinh nghiệm, tạo điều kiện nguồn vốn vay ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật để người cao tuổi có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Khắc phục những khó khăn của một xã thuộc vùng phân lũ chậm lũ với những cách làm năng động sáng tạo trong công tác lãnh đạo chỉ đạo cùng sự đồng thuận của nhân dân, đến nay xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã từng bước hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay. Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Gia Lạc gặp không ít khó khăn bởi còn 15 tiêu chí chưa đạt chuẩn so với Bộ Tiêu chí Quốc gia. Với quan điểm chỉ đạo, làm đến đâu chắc đến đó, việc khó làm trước, đồng thời phát huy tích cực vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, từ đó thu hút sự đồng tình ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân. Đến nay, sau hơn 7 năm thực hiện, diện mạo nông thôn Gia Lạc ngày càng khởi sắc. Hiện xã đã hoàn thành 18 trên 19 tiêu chí nông thôn mới và là một trong 3 xã của huyện Gia Viễn đang phấn đấu để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam, hoạt động bưu chính chuyển phát của các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam duy trì hoạt động ổn định, riêng hoạt động viễn thông, Internet phát triển tốt. Tính đến hết tháng 8 năm 2018, tổng số thuê bao điện thoại trên toàn mạng ước khoảng 850.000 thuê bao. Cùng với đó, Hà Nam đã phát triển được 85.000 thuê bao Internet băng rộng. Số thuê bao điện thoại cố định giảm mạnh, số thuê bao di động trả sau tăng nhanh. Đặc biệt, thuê bao 3G, 4G tăng khoảng 30%. Tính trung bình, mỗi người dân Hà Nam đang sử dụng một thuê bao điện thoại. Theo nhận định, hiện các mạng di động đang thực hiện kế hoạch đưa các số thuê bao di động đầu 10 số ra thị trường. Thưa quý vị và các bạn, năm nào cũng vậy, cứ vào đầu năm học mới, dư luận lại nóng lên chuyện về các khoản đóng góp, về việc lạm thu ở nhiều đơn vị trường học. Và để giảm gánh nặng cho các bậc phụ huynh về các khoản đóng góp đầu năm học mới, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã thực hiện các giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh. Trường tiểu học và trường trung học cơ sở Đông Lâm, huyện Tiền Hải là hai đơn vị sẽ thực hiện việc sáp nhập trong tháng 10 tới đây. Dù bộn bề công việc chuẩn bị cho việc sáp nhập, song các khoản thu đầu năm học được cả hai đơn vị trường thực hiện rất nghiêm túc theo quyết định 2814 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Để giảm gánh nặng cho phụ huynh, cả hai đơn vị trường đều chia các khoản thu chủ yếu thành các đợt khác nhau, tránh việc cộng dồn thu gồm một lần. Do ở đây là địa bàn nông thôn, cho nên là nhà trường cũng tổ chức làm nhiều những đợt thu, như là thu vào đầu năm học, thu vào giữa học kỳ, để giảm bớt những cái gánh nặng cho phụ huynh học sinh ạ. Về phía nhà trường là chúng tôi chỉ thu các cái khoản mà tiền xây dựng nhà trường và tiền nước uống của các cháu. Và thứ ba đó là tiền tin học là có 3 khoản tiền là chúng tôi yêu cầu các bậc phụ huynh học sinh là thu trong một năm làm 2 lần, đó là vào tháng 9 tháng 10 và tháng học kỳ 2 là vào tháng 1 tháng 2. Mới đây, Chính phủ đã chính thức chấp thuận chủ trương miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh cấp trung học cơ sở công lập. Đây thực sự là tin vui đối với nhiều bậc phụ huynh, nhất là với những gia đình còn khó khăn. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn còn băn khoăn, liệu sau khi miễn học phí thì các khoản phụ thu có tăng thêm? Trước những băn khoăn ấy, nhiều trường đã thực hiện việc minh bạch khoản thu, đồng thời tránh những khoản thu không cần thiết, không phục vụ thiết thực cho việc học tập của học sinh. Các cái khoản thu này thì chúng tôi đều công khai và có sự bàn bạc với phụ huynh ngay từ đầu năm học thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh rồi phụ huynh toàn trường. Sau đó là có tờ trình lên ở Ủy ban Nhân dân xã và phòng giáo dục. Khi được sự đồng ý phê duyệt của xã và phòng giáo dục thì chúng tôi mới tiến hành thu. Cũng có một vài ý kiến đưa ra và lo ngại là các nhà trường tăng các khoản thu phụ. Nhưng chúng tôi khẳng định một điều là đối với các trường mầm non cũng như trường trung học cơ sở sẽ thực hiện đầy đủ các cái văn bản của quy định của tỉnh và của ngành giáo dục về các khoản thu thỏa thuận đầu năm, không tăng bất kỳ một hình thức thu nào khác ngoài cái quy định 2814 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thực hiện từ năm 2013. Ngay từ đầu năm học mới, nhiều trường cũng nhanh chóng khảo sát các đối tượng ưu tiên, kịp thời động viên chia sẻ, hỗ trợ để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh diện chính sách yên tâm đến trường. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao hiệu quả đề án, nâng cao chất lượng giáo dục, cấp ủy chính quyền phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương đã quan tâm huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường học. Trên địa bàn phường Thanh Bình có hệ thống các trường học từ bậc tiểu học đến trường cơ sở, trung học phổ thông. Tuy nhiên, kể từ khi chia tách phường Thanh Bình cũ thành hai phường Thanh Bình và Tân Bình, thì tại phường Thanh Bình chỉ có 3 điểm trường mầm non đặt tại nhà văn hóa khu dân cư ở 3 khu vực Thanh Cương, Kim Chi và Đức Minh với điều kiện cơ sở vật chất khó khăn. Trong khi đó, Thanh Bình là một phường có tốc độ đô thị hóa nhanh với nhiều khu dân cư, khu đô thị mới. Mật độ dân số cơ học tăng nhanh qua từng năm đã tạo áp lực đối với các nhà trường, đặc biệt là trường mầm non luôn trong tình trạng thiếu phòng học. Trước thực tế đó, Đảng ủy phường đã có nghị quyết chuyên đề giao cho Ủy ban Nhân dân phường tính toán bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng trường mầm non. Trường mầm non công lập Thanh Bình được xây dựng hoàn toàn mới trên khuôn viên rộng hơn 5.000 m², tổng mức đầu tư dự án trên 23,5 tỷ đồng. Quy mô công trình gồm 10 phòng học, 10 phòng chức năng, khu bếp ăn, nhà vệ sinh liên hoàn và các hạng mục phụ trợ cùng trang thiết bị đồ dùng học tập với các tiêu chí cơ sở vật chất của một trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Cùng với các hoạt động, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trong những năm qua, phong trào phát triển thể dục thể thao được Hội người cao tuổi huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đặc biệt quan tâm, chú trọng bằng nhiều hình thức đa dạng và thiết thực. Phong trào thể dục thể thao đã góp phần tích cực làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người cao tuổi trên địa bàn toàn huyện. Toàn huyện hiện có trên 100 loại hình câu lạc bộ thể dục thể thao người cao tuổi với sự tham gia của trên 6.000 hội viên. Trong đó, câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh thu hút đông đảo hội viên người cao tuổi nữ tham gia luyện tập thường xuyên vì những động tác nhẹ nhàng, dễ tập phù hợp với sức khỏe tuổi già. Cùng với đó, môn cầu lông cũng phát triển khá mạnh ở các địa phương, thu hút lượng lớn người cao tuổi tham gia tập luyện thi đấu. Môn bóng chuyền hơi, mặc dù mới được du nhập vào địa bàn, song đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo người cao tuổi các giới tham gia. Ngoài ra, các câu lạc bộ như xe đạp thể thao, cờ tướng, bóng bàn cũng được nhiều hội viên người cao tuổi lựa chọn tập luyện. Thông qua luyện tập hàng ngày không những giúp cho người cao tuổi Gia Bình nâng cao sức khỏe mà còn cổ vũ khích lệ phong trào thể dục thể thao ở địa phương phát triển. Thưa quý vị và các bạn, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nam Định thường khuyến cáo người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, đó là đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng phương pháp. Tuy nhiên, khuyến cáo chỉ là khuyến cáo, thực tế phần lớn người nông dân đang sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không theo nguyên tắc nào. Phản ánh của phóng viên Thời sự. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, việc người nông dân sử dụng nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật trong một lần phòng trừ sâu bệnh là rất phổ biến. Nếu việc pha trộn không theo hướng dẫn, có thể phản ứng, làm gia tăng hiệu lực của thuốc. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp sẽ làm giảm hiệu lực của thuốc, gây độc hại cho cây trồng, môi trường và cho chính người sử dụng. Toàn tỉnh Nam Định hiện có hơn 1.000 ha đất nông nghiệp. Trong đó, diện tích đất trồng lúa duy trì mỗi vụ trên 7.000 ha, Trung bình mỗi năm, người nông dân sử dụng trên 100 tấn thuốc bảo vệ thực vật các loại để phòng trừ sâu bệnh. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng cách không những hạn chế hiệu quả phòng trừ sâu bệnh mà còn đang tác động không nhỏ đến môi trường và sức khỏe của con người. Là làng nghề truyền thống với sản phẩm chủ yếu là bún, bánh đa và miến song. Nếu như trước đây, khi về làng nghề bún bánh ở thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, dễ dàng bắt gặp tình trạng nước thải không được xử lý chảy thẳng ra khu dân cư, gây ứ đọng, bốc mùi hôi thối. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của các cấp các ngành, sự vào cuộc của địa phương, đến nay môi trường nơi đây đã được cải thiện rất nhiều. Trên địa bàn thị trấn Yên Ninh, có gần 390 hộ chuyên sản xuất bún, bánh đa và miến dong, tập trung chủ yếu ở hai phố Thượng Đông và Thượng Tây. Giờ đây về làng nghề có thể thấy rõ sự đổi thay nhờ thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. 3 km đường trong làng đã được bê tông hóa sạch sẽ, hệ thống cống rãnh có nắp đậy. Vì vậy không còn tình trạng ứ đọng, hôi thối từ nước. Đặc biệt đến nay đã có trên 90% các hộ làm nghề đã đầu tư máy móc và sản xuất nên nguồn nước sử dụng cũng ít đi. Thời gian sản xuất, chất lượng sản phẩm được nâng lên. Ngoài ra với ý thức bảo vệ môi trường, đa số các hộ chuyên sản xuất bún bánh, miến dong đã chủ động xây dựng hệ thống hầm bioga và bể lắng. Từ đó phần nước thải ra môi trường chung đã ít đi, không còn tình trạng ách tắc, môi trường cũng vì thế sạch sẽ hơn. Bằng những việc làm cụ thể của chính quyền và nhân dân địa phương, môi trường làng nghề sản xuất bún, bánh đa và miến dong ở thị trấn Yên Ninh đã được cải thiện đáng kể. Đó là tiền đề để người dân phát triển nghề theo hướng bền vững. Thời gian qua, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã tập trung quy hoạch xây dựng nhiều bãi tập kết rác thải tập trung tại các thôn nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã tập trung quy hoạch xây mới 13 bãi tập kết rác thải với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Toàn huyện hiện có 28 bãi rác quy mô thôn, 2 bãi rác theo quy mô xã thị trấn, trong đó nhiều xã đảm bảo 100% các thôn có bãi chôn lấp hợp vệ sinh như Nhật Tân, Thủ Sĩ. Nhìn chung, các điểm tập kết đều đảm bảo các tiêu chí về khoảng cách với khu dân cư, không gây ảnh hưởng nguồn nước mặt. Ngoài ra, các xã còn chủ động thuê công ty xử lý rác chuyên chở rác thải tại các bãi tập kết đi xử lý, tránh ô nhiễm môi trường. Hiện nay, huyện đang tiếp tục triển khai hỗ trợ các địa phương xây dựng mới 6 bãi rác thuộc các xã Ngô Quyền, Tị Chế, Hải Triều, Trung Dũng và Lệ Xá. Mặc dù năm học mới 2018-2019 vừa mới bắt đầu, thế nhưng tình trạng học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đã xảy ra khá phổ biến trên địa bàn thành phố Thái Bình. Ở hầu hết các tuyến đường trên địa bàn thành phố Thái Bình có thể dễ dàng bắt gặp các em học sinh thản nhiên đi xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, vừa đi vừa nghe điện thoại, thậm chí là dàn hàng 2, hàng 3, nô đùa trên đường. Đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý, thì việc đầu tiên là trình bày xin bỏ qua, tiếp theo là gọi điện thoại cho người thân nhờ can thiệp. Đáng chú ý là trong số các em học sinh vi phạm bị xử lý, thì hầu hết đều có mang theo mũ bảo hiểm, nhưng chỉ treo ở xe mà không đội. Lý giải về điều này, các em cho biết chỉ đội khi bước chân ra khỏi nhà và khi đến cổng trường, mục đích là nhằm đối phó với cha mẹ và nhà trường. Đôi khi còn dùng để đối phó với cả lực lượng cảnh sát giao thông. Do xe đạp điện, xe máy điện là loại phương tiện gọn nhẹ phù hợp với điều kiện các gia đình, nên các bậc phụ huynh đã không ngần ngại sắm cho con em mình để thuận lợi cho việc học tập. Điều này là hoàn toàn chính đáng. Song gia đình nếu không theo dõi chặt chẽ, thì đến khi xảy ra tai nạn, bản thân con em mình sẽ là người chịu thiệt thòi đầu tiên. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù thời gian qua, chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã nhiều lần xử lý, thế nhưng hiện nay không ít người vẫn vô tư chiếm dụng khu vực dưới gầm cầu quốc lộ 5 để làm nơi bán hàng. Đây là hình ảnh gầm cầu vượt, điểm giao cắt giữa đường Điện Biên Phủ, đường gom An Định với quốc lộ 5. Hàng quán giải khát mọc chi chít, hoạt động buôn bán nhộn nhịp từ sáng cho tới đêm. Trong quá trình buôn bán, các chủ quán còn xả rác thải, bao bì ni lông, khiến cho môi trường bị ảnh hưởng. Tình trạng buôn bán dưới gầm cầu vượt quốc lộ 5 không chỉ làm cho cảnh quan nhếch nhác mà còn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khi đi qua khu vực này. Chính quyền các địa phương và ngành chức năng liên quan cần phối hợp đồng bộ, kiên quyết xử lý dứt điểm, thường xuyên kiểm tra, không để tái diễn, lập lại trật tự, đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực dưới các gầm cầu vượt trên tuyến quốc lộ 5. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.